Các cửa hàng nhỏ ở những làng mạc đang sụp đổ với tốc độ nhanh chóng chưa từng thấy, chẳng hạn như ở cửa hàng Krohop thuộc Blanesco, giờ chỉ còn lại biển hiệu. Cửa hàng đã đóng cửa khi giá điện và khí đốt tăng vọt. Người dân nào không có xe ô tô thì phải đi mua sắm bằng xe buýt. Đối với những người lớn tuổi không có ô tô, đó là điều rất khó khăn. Ngôi làng có hơn 150 cư dân và không ai muốn lao vào kinh doanh đầy rủi ro này. Làng Krohop đang xem xét việc mua một cửa hàng không cần nhân viên Hiện đại diện của làng đang tính toán chi phí. Ở ngôi làng bên cạnh cách làng Corhop 6 km, cửa hàng tại đó cũng đã đóng cửa. Tòa nhà hiện đang được giao bán và cư dân ở đó phải đi mua sắm ở các thành phố lớn hơn. Những người già trước đây có thể tự đi mua sắm, hiện phải được gia đình tru cấp. Việc kết thúc kinh doanh đồng nghĩa với việc đời sống xã hội của nhiều cư dân sẽ gặp hạn chế, đặc biệt ở các làng nhỏ chỉ có duy nhất một cửa hàng. Ở các làng mạc và thành phố nhỏ, việc các cửa hàng dần biến mất đã diễn ra trong một thời gian dài, chủ yếu do áp lực từ các chuỗi cửa hàng lớn. Một số nơi đã duy trì được hoạt động nhờ các khoản trợ cấp mà năm nay có thể lên tới 130.000 coron, nhưng ngay cả khi điều đó được thực hiện cũng không đủ để trang trải chi phí đang gia tăng mỗi ngày.